mới nhận tiền cọc của khách, giờ bắt đầu là mang tiền đi cọc cho chủ này, cả nhà này. Đất Begamex đợt này sốt xỉnh xịch. Đấy, khách chuyển khoản cái đi rút tiền luôn 50 triệu để đi cọc cho chủ. Đất Begamex đợt này phải nói là tuyệt vời anh em ạ. Tuy rằng có nghĩa là không phải là sốt, nhưng mà những cái lô nào mà thuộc kiểu như là từ mà dưới 700 triệu là được các nhà đầu tư gần như là săn đón và ôm cho bằng hết nha. Đấy, mà đợt này á, đi đầu tư là chủ yếu là người chủ đầu tư mới nha anh em. Có nghĩa là những người mà mới bắt đầu tham gia thị trường bất động sản và trong thời gian là tích cóp một năm qua, và vừa rồi á, đầu tháng 3 là có rút tiền từ ngân hàng á, tiền tiết kiệm các vị. Và thời điểm này thì lãi suất thấp quá, thành ra đồng tiền mất giá, và những anh em biết là chỉ có cách là đầu tư vào bất động sản để giữ được tiền tốt thôi. Cho nên là thời điểm này rất là nhiều khách hàng nha, rút tiền tiết kiệm từ từ ngân hàng ra, ít thì đi đầu tư ít mà nhiều thì đầu tư nhiều. Đấy, khách này thì cũng từ Hà Nội anh em, từ Hà Nội chuyển khoản vào đây cho anh em đi cọc đất nha. Và cũng chúc mừng khách hàng, và những khách hàng nào chúng ta chuẩn bị đầu tư bất động sản tại BKM Trân Thành thì chúng ta tranh thủ để đầu tư được những vị trí đất đẹp nhé. Và lên đây nhớ ghé hút thuốc lào, uống nước mía nha anh em. Và 10.000 một ly, tha hồ uống. Chào anh em nhé. Lên BKM Trân Thành gặp Trọng Thơ nha.